Chào các bạn, tuần rồi thì thị trường rất là hot cái loại kính Huda bát cảnh 3D và đang bị khan hàng. Hôm nay thì sau một tuần một shop sử dụng cũng như là có hàng đầy đủ rồi á, thì shop làm video này để giới thiệu cho bạn chi tiết về những cái ưu điểm, những cái nhược điểm, những cái lưu ý khi mà mình mua hàng. Thứ nhất á, là shop giới thiệu về cái thiết kế của hộp Huda ha. Thì năm nay là bạn biết là Huda thay đổi hộp rất là nhiều cũng như là cái khuôn dáng để mình tổng kết lại cho các bạn dễ hiểu hơn. Vào cái ngày đầu tiên của máy bán chính hãng tại Việt Nam á, thì shop có một cái loại hộp nhỏ hơn, gọn hơn. Sản phẩm này thì hiện tại đây shop không có, cho nên là shop sẽ chèn cái hình vào để cho bạn xem ha. Cái hộp đó thì chỉ có vát cạnh là 2.5D thôi. Và hôm nay á, thì ra thêm một cái phiên bản nữa là 3D. 3D thì như thế nào, lát nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn trên cái máy của mình cho bạn xem luôn. Đó là cách đóng hộp của Huda năm nay nha, là tức là sẽ có hai cái phiên bản. Một cái là cái hộp mỏng hơn, nhỏ hơn và giá tiền của nó thấp hơn. Còn cái phiên bản của cái hộp 3D như thế này nè, bạn thấy cái hộp nó đóng gói rất là to luôn. Cái hộp này rất là to luôn á, khoảng tầm 30 cm. Bề dày này khoảng 5 cm, bề ngang là khoảng hơn 10 cm. Rất là to của cái phiên bản 3D này. Phiên bản này là phiên bản mắc nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái chất liệu ha. Dù là cái phiên bản nào á thì cái Huda nó cũng sẽ chia ra nhiều cái chất liệu kính thì thường là trong suốt, sẽ có cái hộp vàng như thế này. Và thêm một số loại nữa thì sắp tới shop sẽ về nhiều hàng nữa. Đây là cái miếng kính mới nhất là vừa chống nhìn trộm, vừa chống chói. Đây là cái loại thiết kế mới mà mình chưa thấy lần nào trên những cái iPhone đời cũ. Năm nay thì có cho iPhone 16 series rồi. Vừa chống nhìn trộm mà vừa chống chói luôn, là bạn sẽ có hai tác dụng. Lát nữa mình sẽ thực hành trên cái miếng kính này cho bạn xem là cái chất liệu nó như thế nào. Ngoài ra thì shop sẽ cập nhật thêm trên website những cái chất liệu như là chống vân tay, hoặc là chống nhìn trộm không, hoặc là chống ánh sáng xanh, hoặc là kết hợp của những cái loại này hai trong một trên một miếng dán. Thì hiện tại là hàng rất là mới và đang bị khan hàng trên toàn cầu luôn chứ không phải riêng ở Việt Nam nữa. Cho nên shop sẽ cập nhật sau trên website phuongvshop.com nha. Rồi, tiếp theo thì về cách đóng hộp tiếp. Nó là nó rất rối trong cái việc mà đóng hộp của Honda, tại vì từ đầu năm tới giờ Honda thay đổi, chỉnh sửa, cải tiến về chất liệu, về thiết kế cả cái miếng kính và cả cái hộp đóng gói luôn, cho nên nó rất là bị rối. Ở đây thì mình lấy cái lỗ trong cho bạn dễ hiểu ha. Rồi, mình cho cái này cho nó gọn nè. Về cái kính trong mà có viền đen á thì Honda sẽ có hai cái phiên bản, là một cái loại có tôn. Có tôn tức là bên trong hộp nó sẽ có một miếng kính và một cái tôn bự như thế này, để hỗ trợ cho các bạn mua về tự dán tại nhà. Thay vì bạn phải ra cửa hàng thì bạn có thể mua một cái miếng này bạn dán tại nhà luôn, tự tay mình dán. Phiên bản này đóng hộp rất là to và giá tiền nó cũng là cao nhất. Đặc biệt là cái khuôn này nha, bạn có thể giữ lại để lần sau mình tái sử dụng, mình mua những cái miếng mà không có tuôn ở bên đây, nhỏ gọn hơn, rẻ tiền hơn. Mình về mình sẽ lắp ghép, mình dán trên cái khuôn cũ để mình tiết kiệm hơn. Đây là cái thiết kế thông minh của Honda mà mình thấy chưa có hãng nào làm được. Thường thì trong một bộ nó sẽ có cái tool kèm theo hỗ trợ dán, nhưng mình dán xong rồi mình sẽ bỏ đi, không tái sử dụng nữa. Còn Honda sẽ làm cái hộp to nhưng mà tái sử dụng được, nghĩa là bạn sẽ mua một cái miếng kính khác, lần sau bạn có nhu cầu thay đổi thì bạn mua một cái miếng kính không thôi và bộ vệ sinh trong này không có cái tool ha. Rồi, tất cả về những cái chất liệu, cách đóng hộp cũng như là thay đổi của Honda từ đầu năm, từ cái đợt mà ra mắt máy iPhone 16 tới giờ đó, mình nói nhầm là đầu năm, tức là nó thay đổi quá nhiều. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái chất liệu, về cái thiết kế của 3D và cái 2.5D nó khác nhau như thế nào ha. Ở đây thì mình đang có một cái máy iPhone 16 Pro, mình dán cái miếng trong suốt có viền đen vát cạnh 3D. Thì khi mà bạn dán những cái miếng dán vát cạnh 3D á, bạn dùng máy trần hoặc là dùng ốp lưng mỏng, bạn sẽ thấy cái phần mà 3D cái cạnh nó sẽ bo xuống như thế này, nó ôm giống như là cái màn hình zin của máy luôn. Các bạn vuốt vuốt ngang, vuốt tới, vuốt lui, vuốt cả bốn cạnh luôn, bốn chiều luôn, thì bạn thấy nó không có bị vướng ngón tay và nó rất trơn mướt. Còn với miếng kính mà 2.5D và hầu hết các loại kính khác trên thị trường, bạn sẽ thấy nó bị vướng cái ngón tay lại ở đây, sự khác biệt của kính 3D ha. Và nó còn thay đổi về cái thẩm mỹ nữa, khi mà dán kính 3D thì bạn sẽ nhìn cái miếng kính của nó liền mạch hơn, nhìn nó đẹp hơn, nó có cái độ cong từ bốn cạnh vào trong cái màn hình máy. Ngoài ra thì Huda sẽ cải tiến thêm so với lại cái phiên bản đợt đầu là nó ít bị lỗi vặt hơn.
Như những cái lô hàng đầu tiên á, thì bạn thấy là shop cũng có nhiều cái bài viết về cái việc là bị hở viền trắng. Không biết là lý do gì, nhưng mà cái bản 3D này nó đã cải tiến lại rồi. Bạn dán miếng nào là nó hoàn chỉnh miếng đó, không có bị cái tình trạng hở trắng nữa. Rồi, khắc phục luôn cả cái control camera trên đây. Với cái miếng kính 2.5D á, thì Huda là mình đã đánh giá nó hoàn hảo nhất so với các thương hiệu khác. Nhưng mà nó vẫn bị lạng một chút nha. Còn với miếng kính 3D này trên tay mình là những cái icon này bạn thấy là nó nguyên vẹn luôn. Nó không có bị lạm vào trong cái màn hình hiển thị, nó làm cho mình có một cái cảm giác là nó sẽ full màn hình hơn. Nó như cái thiết kế nguyên bản của Apple hơn. Mặc dù là nó không có ảnh hưởng gì đâu, trên cái phần lạm này, những cái miếng kính mà nó bị lạm á, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều về cái hiển thị nội dung nhìn, nhưng mà sẽ cho bạn cảm giác khó chịu. Còn với cái miếng kính 3D này nó sẽ hoàn hảo hết. Đây là cái miếng kính đã được cải tiến của Huda ha. Còn chất liệu thì nó cũng như những cái miếng kính khác thôi. Chất liệu của Huda nó sẽ có nhiều cái chất liệu nãy mình đã giới thiệu cho bạn rồi đó. Là kính bình thường hộp vàng, kính chất liệu Corning sẽ cứng hơn một chút xíu cái hộp màu trắng. Rồi thêm những cái chất liệu khác như là chống nhìn trộm, chống vân tay, chống ánh sáng xanh. Nó kết hợp nhiều thứ lại với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành cho bạn cái cách dán trên cái hộp này nó như thế nào. Khi mà bạn mua về bạn cần phải lưu ý cái việc mà dán màn hình bằng cái hộp mới của Huda ha. Bây giờ mình sẽ thực hành luôn nha. Lý do là thị trường đang bị khan hàng, cho nên hiện tại shop chỉ có được cái phiên bản của 6.3, không có tool hỗ trợ dán thôi. Cho nên sẵn tiện shop sẽ giới thiệu cho bạn luôn cách tái sử dụng cái hộp cũ, cái tool cũ này trên cái miếng kính mà đóng hộp nhỏ như thế này. Nó sẽ như thế nào thay vì bạn phải mua nguyên một cái bộ bự luôn. Thì cái đó nó dễ dàng rồi. Còn video này thì mình sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp giữa cái hộp cũ và cái miếng kính lẻ. Nó sẽ như thế nào luôn. Đây là cái bộ kính của chống nhìn trộm và chống chói và chống nhìn trộm ha. Cái phiên bản vắt cạnh 3D thì đây là cái phiên bản mới nhất, không có tool nha. Cái hộp này là cái hộp của cái tool cũ mình dán trước đây. Bây giờ mình sẽ sử dụng nó. Thì cái hộp này bạn lưu ý giúp mình, thứ nhất là máy nào mình sẽ sử dụng cho máy đó. Trên cái hộp nó có in cái thông số của cái phiên bản máy. Ví dụ như 6.3 thì bạn không thể dùng cái khuôn của 6.7 và ngược lại ha. Nên mình sử dụng máy nào cho máy đó, nó không giống như những cái đời trước của Huda. Huda đời trước thì làm cái tool nó nhỏ gọn hơn, mỏng hơn, nhưng mà sử dụng được cho tất cả các máy đều dùng chung hết. Còn cái này là sử dụng cho máy nào là ra máy đó luôn. Rồi, mình sẽ khui cái hộp này ra. Bên trong của Huda đóng gói rất là đẹp và chỉnh chu luôn. Hộp Huda chính hãng thì sẽ có cái phiên bản in nổi chữ Huda ở trên đây. Bao bì thì có những cái code để chỉ cho bạn tới những cái đường link, nhưng mà những cái đường link thì shop đã quét qua rồi. Nó chỉ là những cái đường link giới thiệu về cái ốp lưng hay là những cái sản phẩm khác thôi, chứ nó không có liên quan tới việc hướng dẫn. Bạn xem cái video của shop là nó rõ ràng nhất rồi. Bên trong này sẽ có một cái miếng dán lẻ ha, và một bộ vệ sinh như thế này thôi, không có cái tool. Còn khi mà bạn mua cái phiên bản mà to thì sẽ có thêm một cái tool nữa. Như vậy là sẽ đủ bộ nè. Rồi bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ gỡ cái miếng kính cũ trước. À, lưu ý giúp mình ha. Những cái máy mà đã dán viền PPF xung quanh viền này rồi á thì khó có thể sử dụng cái khuôn này, tại vì nó dày hơn một chút rồi, để vào nó sẽ không vừa. Dán PPF mặt lưng không thì vẫn ok nha, còn dán viền vô thì nó có thể bị dày, thì lúc đó bạn phải dán bằng tay thì nó dễ dàng hơn. Mình sẽ tháo bỏ cái miếng kính cũ. Để tháo bỏ miếng kính cũ thì bạn chỉ cần lấy cái móng tay mình dở lên một chút xíu thôi là mình gỡ ra nó dễ dàng rồi. Rồi cái phần lo này sẽ để ở cái vị trí ở trên đầu này ha. Rồi bạn nhớ bỏ vô bằng ngang một cái tắt và lắc lắc lắc, nó không có bị xê dịch thì nó đã vào khuôn rồi. Mình để lên cao tí cho bạn xem. Phần lo thoại này sẽ nằm ở trên đây nha. Mặc dù là Huda có giới thiệu rất là nhiều về cái miếng dán mà nó có hỗ trợ lấy bụi tốt á, nhưng mà mình vẫn phải vệ sinh trước ha, để mình tránh những cái vết mà
dấu vân tay rồi mồ hôi tay rồi đó. Còn cái việc mà bụi bẩn thì cái miếng này nó làm rất là tốt. Ở trong này thì sẽ có đầy đủ cho các bạn luôn một cái miếng khăn ướt, mình dùng khăn ướt trước nha. Lau kỹ giúp mình ở những cái viền của cái màn hình máy, vì thường là bạn xài miếng dán cũ xong á, cái việc mà đóng bụi thì nó sẽ nằm chủ yếu ở xung quanh bốn cái cạnh viền này thôi. Rồi tiếp theo mình dùng cái khăn nhung này. Kỹ hơn nữa thì bạn dùng những cái miếng tích cơ. Miếng tích cơ này để dùng khi mà bị bụi lọt vào trong cái màn hình thì mình sẽ sử dụng những cái miếng dài này để mình lấy ra nó dễ hơn. Trên này có hướng dẫn cho các bạn nè. Những cái hình của hãng Huda làm. Mình lấy bụi nhiều thì mình sẽ dùng cái miếng to này. Rồi. Lưu ý với các bạn nha, đây là cái miếng kính chống nhìn trộm và chống chói. Thì bên ngoài nó còn một cái lớp siêu nữa, cho nên bạn nhìn thấy trên cái miếng kính này nó hơi nhám nhám mờ, kiểu giống như là miếng kính chống vân tay, nhưng thật ra đây là miếng kính trong ha. Ở trên này sẽ có vị trí số 1 và số 2 nè, số 3 nè. Thì bây giờ mình sẽ để cái miếng số 1 này vào trước, để vào trong cái lỗ này ha. Chú ý giúp mình ha, là cái chỗ này là bạn phải gài thật là kỹ nha, nó nghe một cái tách thì mới là ok. Cần phải gài kỹ những cái vị trí này, không được ẩu nha. Mình đã bị hư một vài miếng đầu tiên vì cái việc mà không gài kỹ cái chỗ này. Rồi, ở đây thì mình sẽ gài cái vị trí số 2 trước. Và khi mà bạn gài á, bạn phải nghe một cái tách và nó phải vô hết hoàn toàn luôn. Tốt nhất là bạn nên cho cái phần trên này vào trước nè, rồi nhấn cái này xuống. Khi mà gài không kỹ cái chỗ này, bạn sẽ bị một cái tình trạng là kéo hết. Thì lát nữa mình sẽ chèn cái video để cho bạn xem cái miếng dán mà mình bị hư nó sẽ như thế nào khi mà mình không gài kỹ cái chỗ này. Phải gài thật là kỹ ha. Rồi, còn hai cái chỗ này thì cho nó vào trong hai cái thanh, hai cái nút nhỏ trên đây. Đến đây là gần xong rồi đó. Mình sẽ quay lại một lần nữa cho bạn xem cái nút mà mình gài. Số 1 ha, gài kỹ nè. Số 2 gài kỹ nè. Hai cái thanh này. Rồi, bạn nhìn rõ cái vị trí rồi đúng không? Mình chỉ cần xem video một lần thôi và mình thao tác rất là dễ. Rồi, đóng cái này lại. Cái hộp này nó không có nút gài nha, nó chỉ lỏng lẻo như thế này thôi. Không có nút gài. Như vậy là ok rồi. Và cái phần kéo này nó sẽ hơi bị cứng một chút xíu, cho nên mình sẽ sử dụng cái tay thuận của mình là tay phải, mình sẽ kéo ha. Tay trái mình sẽ giữ cái vị trí ở dưới đây, tay phải mình kéo. Bạn nhìn thấy cái phần này nó sẽ hoạt động nè. Cái miếng siêu sẽ được kéo theo cái khung. Phải dùng lực một chút xíu nha. Rồi mình phải trả cái này về để cho nó vuốt thêm một lần nữa. Nhiều người thấy mình dán á, tại cửa hàng á, rất là sợ, lo lắng là không thành công, nhưng mà nó rất là dễ luôn và nó canh đều hết toàn màn hình. Như vậy là đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Miếng siêu này mình gỡ ra là miếng kính nó đã nằm trong màn hình rồi. Còn một số vị trí bong bóng ở đây ha. Bạn chỉ cần lấy cái móng tay á, dở lên một tí xíu ha. Rồi, vuốt ra là nó sẽ tan mất cái này đi. Thậm chí là bên đây nè, mình sẽ lấy cái khăn để mình vuốt ra. Chứ mình không dùng thì bạn sẽ thấy cái miếng kính này nó tan hết. Đây là cái máy mình đã dán xong cái theo cái khuôn. Thì khi mà dán bằng khuôn á, bạn sẽ thấy những cái vị trí như là viền nè nó đều hết luôn, và mình sử dụng ốp lưng nó sẽ không có bị cấn ha. Dán theo khuôn của Honda rất là dễ.
những cái miếng dán Huda sẽ có cái phần loa nhô lên một tí xíu để kháng bụi, tránh những cái bụi nó lọt vào trong đây. Riêng cái miếng kính chống nhìn trộm sẽ được quét một cái phần camera trong. Vị trí này là láng qua luôn và chất kính chỗ này là trong suốt để bạn chụp hình selfie nó rõ ràng hơn. Phần viền của cái kính 3D nó cũng y chang giống như là cái miếng kính trong mà mình đã giới thiệu cho các bạn ở đoạn đầu á. Bạn vuốt qua bên hông nó sẽ không có bị vướng cái ngón tay lại ha. Và đây là cái miếng kính chống nhìn trộm kết hợp với lại chống chói. Thứ nhất là bạn nhìn trên màn hình nó sẽ hơi mờ mờ một chút xíu. Nó không mờ giống như là cái miếng chống vân tay, không có nhám giống như chống vân tay, nhưng mà bạn vẫn có cảm giác là nó bị mờ mờ trên màn hình. Đây là cái lớp phủ của kính chống chói ha. Thì mình giới thiệu sơ về kính chống chói trước. Bạn đã quen với lại kính chống nhìn trộm rồi, còn kính chống chói thì có thể là bạn hơi lạ. Kính chống chói thì khi mà bạn ra ánh sáng ngoài trời á, bạn sẽ thấy là nó rất là chói một số cái hiển thị thông tin trên đây, ví dụ như là 22 giờ 45, thì khi mà bạn ở trong cái ánh đèn sáng á, bạn sẽ không thấy được những cái con số này, nó che mất cái nội dung rồi. Thứ tư ngày 30 tháng 10 thì những cái nội dung này nó sẽ không thấy được. Còn riêng mà chống chói thì ánh đèn mình chiếu vào mình vẫn thấy rõ được cái nội dung khi mà bạn ở trong cái môi trường ánh đèn sáng, ánh đèn cao. Và đặc biệt là những cái thao tác sử dụng ở ngoài trời, ví dụ như chụp ảnh nè, rồi chạy xe nè, để xem bản đồ nè, thì cái kính chống chói nó sẽ hiển thị rõ cái nội dung với cái ánh sáng mặt trời chiếu vào ha. Tiếp theo là cái tác dụng của cái miếng chống nhìn trộm. Chống nhìn trộm thì nó có những cái nhược điểm trước là màn hình nó sẽ bị tối. Bạn thấy là trên cái màn hình này mình đã chỉnh cái phần trăm pin lên tới 70%. Nhưng mà nó vẫn bị tối một chút xíu. Khi mà dán chống nhìn trộm á, thì cái màn hình của bạn nó sẽ không có cái độ sáng cao như là cái miếng dán trong suốt. Nên là bạn lưu ý, nếu mà sử dụng cái miếng dán này thì bắt buộc là phải chỉnh cái độ sáng nó cao lên để mình thấy rõ nội dung. Còn nếu mà bạn để mức thấp xuống á, thì cái màn hình nó sẽ bị tối, nhìn rất là khó chịu. Tác dụng của cái miếng dán chống nhìn trộm này là trong những cái môi trường làm việc, quán cà phê, xe buýt, những nơi công cộng thì bạn không thích những người khác nhìn vào cái nội dung bạn đang xem ở trên cái gì trên đây, nội dung công ty, nội dung bảo mật hay là số tài khoản hay là thông tin cá nhân, những cái nội dung riêng tư, tin nhắn rồi đó, thì bạn dán cái miếng chống nhìn trộm này chỉ có một mình bạn nhìn thẳng trực diện vào trong màn hình bạn mới thấy rõ nội dung thôi. Còn những người mà nhìn xung quanh hai bên nè thì họ sẽ không thấy được những cái nội dung ở trên cái màn hình. Mình ví dụ ha, bạn nhìn thấy cái máy này mình đang mở nè. Mình đang mở một cái nội dung như thế này thì những cái người mà ngồi xung quanh á, họ chỉ thấy được cái góc độ cỡ 26 độ như thế này thì màn hình nó sẽ bị tối đen, không thấy rõ nội dung ở trên đó, chỉ có ánh sáng mờ mờ thôi, không thấy được cái gì trên đây hết, những người ngồi xung quanh. Còn những bạn ngồi ở giữa thì bạn sẽ thấy được cái nội dung này. Video về chống nhìn trộm thì Sốt cũng đã làm rất nhiều cho những cái hãng khác rồi, hôm nay thì làm cho cái kính Huda kết hợp hai cái chất liệu là chống nhìn trộm và chống chói để bạn biết rõ được cái tính năng. Cái miếng chống chói này mình thấy cũng rất là ok á, thì mình thích cái kính chống chói không thôi, không có cái chống nhìn trộm, bởi vì mình xài những cái nội dung nó cũng bình thường. Còn riêng cái miếng kính này á thì mình thấy là hãng đã chịu lắng nghe cái nhu cầu của khách hàng, thay vì tìm một cái kính chống nhìn trộm bếp pin của Huda trước đây á, vừa nhám vừa mờ mà lại vừa tối nữa thì nó rất là khó chịu. Còn với kính chống chói này thì mình thấy nó hoàn hảo hơn khi mà mình kết hợp hai cái chất liệu lại. Vừa rồi thì mình đã tổng kết cho các bạn về những cái chi tiết của thương hiệu Huda, thì hy vọng là bạn sẽ ủng hộ Phương V-Shop. Từ những cái năm trước đó thì Shop là đại lý ủy quyền bán lẻ chính thức của nhà phân phối Huda rồi. Năm nay thì Huda đã có một cái nhà phân phối chính hãng mới vừa thay đổi thôi, thì Shop cũng đạt được cái chứng nhận đại lý ủy quyền bán lẻ trên tất cả các sàn thương mại cũng như là website quảng cáo về cái thương hiệu Huda này. Thì hiện tại Shop cũng đang có đầy đủ những cái miếng kính, những cái chất liệu cho dòng iPhone 16 cũng như là S24. Sorry. Nếu mà bạn thích sản phẩm này có thể tham khảo trên website phuongvshop.com nha, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng, Shop sẽ hỗ trợ cho các bạn dán luôn. Vì tại cửa hàng thì có những cái phiên bản là không có tool á, thì bạn mua sẽ tiết kiệm hơn cái phiên bản là có tool. Cảm ơn các bạn.